Thành ra quý vị nên nhớ từ nay là nắm cái tâm nha. Thân nghiệp, khẩu nghiệp chưa kết luận là tội phước gì hết trơn. Thành ra đừng có nhìn người ta, biết người ta làm cái đó mà cái tâm ta như thế nào. Thì Khổng Tử mà còn lầm đó mà, chúng ta nên nhớ. Lầm mà lầm đệ tử là nhan hồi của Ngài, thứ lớn nhất. Ngồi trên đó Ngài thấy nhan hồi đang nấu cơm đâu mà. Và rồi đông nó tới cái rớt bò hống xuống, ổng thấy cái bò hống này ổng đắp đẩy cái nồi không kịp, ổng bốc cái bò hống này ổng bỏ ổng bị không ăn. Thì Khổng Tử ở trên đời người thấy lúc nó 72 vị đâu mà có mỗi vị có người tốt con. Khổng Tử than trời ơi, ta lầm đệ tử lớn nhất của ta rồi, chính mắt ông thấy mà. Cái thằng này nó ăn mình chút xíu, nó ăn thêm phần nữa, đâu ai biết người ta đi kiếm rau về luộc, con mình ổng nồi đứng ngồi nó nấu cơm. Thì Khổng Tử trên lầu đờn dòm xuống thấy, nó tính là cái thằng này là đệ tử lớn nhất, mình tin tưởng nhất, cũng như là Xá Lợi Phất của Đức Phật. Nói trời ơi, ta làm đệ tử lớn nhất của ta rồi, tới chừng nghèo đói rồi nó mới ló mỏi. Thì ai không vậy, gặp mình cũng vậy, mà kính Khổng Tử là thánh nhân đây, còn lòng. Tới chừng mà mấy anh em đem rau về luộc ăn, nó đói quá xa rồi, 7 bữa mà không có hụt cơm, uống nước không. Thì bây giờ ông này là ông ăn một phần, mà chút nó ăn thêm phần nữa. Trong lúc anh em đi kiếm rau về luộc, Khổng Tử nghĩ vậy thì nó rõ ràng vậy rồi, chính con mắt này thấy mà. Nhưng mà lên rồi thì cũng ngồi giống như tôi bây giờ, Khổng Tử ngồi giữa, đệ tử ngồi hai bên, 72 vị. Thì giang hồ ngồi bên, lớn nhất mà. Thì thấy trong cái tô con có năng hồi là cái tô không, có mấy cọng rau luộc rồi giờ không có cơm. Sao đệ tử không có cơm, người ta có hết mà, đệ tử nấu cơm mà chia mọi người hết được không có. Rồi nãy có cơn giông qua, bồ hống nó rớt xuống, con bốc ra không hết, rồi cơm nó còn sống, còn nóng dễ ăn, để nó nguội nó cô. Rồi mình để ăn thì chắc không được, bồ hống nó dính rồi nó đầy hết, con phải bốc con ăn trước. Phần con sống rồi bây giờ con ăn cái tô không. Ngài nói trời ơi, ta lại lầm đệ tử ta lần thứ hai nữa rồi. Chúng ta thấy cuộc đời này, chúng ta đừng có nhìn cái hình tướng, chưa biết bên trong cái tâm như thế nào. Chính bậc thánh nhân là Khổng Tử mà còn làm huống gì quý vị bây giờ đi phê phán người này, phê phán người kia, xôm xỏ người này, xôm xỏ người kia. Cái hành động nó đâu có quyết định là tội hay phước, mà tội phước là do cái tâm bên trong. Nhân hồi đâu có tội lỗi gì mà ổng lại là con người tốt nhất. Ông nghĩ bà mới bồ hống trong cơm này đâu có ông binh đệ nào dám ăn. Mà gió bên trên mà nó còn sống mà sực sực nó chưa chín nữa. Thì bây giờ nó còn nóng ăn còn được, chứ mà để nguội là nó như con cháy. Thôi giờ mình ăn hết thì phần mình hết rồi thì thôi. Khổng Tử ở trên đâu có biết cái tâm không? Thấy hình tướng ông trời tầng này nó, ta tin nó quá xá mà nó lương lẹo. Nó bế tắc rồi nó làm hai phần. Giờ ăn phần luôn là bạn nó đi hết trơn đâu có ai biết. Có mình biết, nó chắc nó quên mình ngồi trên lầu. Nói cái này là một bài học cho quý vị biết rằng là đừng có xâm xỉa người ta. Khi mình chưa phải là thánh nhân, mình chưa phải là Như Lai, cái hành động nó chưa cách biết kết tội là nghiệp hay là phước, mà cái tư tưởng, cái ý chí mới là chánh trong vấn đề hành động. Thân nghiệp, khẩu nghiệp không có quan trọng gì hết, mà cái ý nghiệp mới là quan trọng. Quý vị nắm hay không? Tu là tu trên tâm, niệm Phật cũng bằng tâm. Đừng có nói lần chuỗi nhiều với ít, niệm 10.000, 1.000, 4 chữ, 6 chữ, la lớn, la nhỏ, không ăn thua gì hết. Mà trong lúc niệm với tâm như thế nào, niệm Phật cần phải tụng chú hồng sư. Nên từ nay mà hỏi nữa là tôi cạo đầu hay không? Tôi nói trước, ở đây được cũng hỏi nữa à.